Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn cái phần thi thử của môn tiếng Anh lớp 4 thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian mà dịch bệnh chúng ta học online và thi online nhé. Và đây là một cái trang azota.vn để chúng ta có thể thi thử, rất là hay. Ok, chúng ta cùng coi và thao tác này cho quen dần nhé. Chúng ta sẽ điền tên vào và sau đó thì sẽ ra giao diện cho chúng ta làm bài, tải dữ liệu này. Đang tải dữ liệu đề thi nhiều cái mạng chậm nhé. Và trong tiến hành có tính thời gian cho mình đấy để mình làm. Rồi, lâu quá. Các bạn chờ một xíu. Rồi, ra cái đề này các bạn. Ra cái đề. Ở trên đây là để nghe các bạn. Trên đây là để nghe nhé. Đây là cái phần để chúng ta nghe này. Đấy, chúng ta bấm nghe này. Chúng ta có tất cả 32 câu, các bạn nhìn danh sách bên này. Và khi chúng ta chọn bên này thì nó tự động hiện bên này nhé. Rồi chúng ta coi này, đây là phần nghe câu 1 này. Ví dụ đáp án cậu bài này là gì? Nghe và tick. Ví dụ này. Đấy, câu 1 này có hai hình, hình A và hình B. Hình A là trượt patin, hình B là khiêu vũ, là múa, là dance. Hình A là skate. Lát nữa chúng ta nghe được skate hay là dance, chúng ta sẽ khoanh vào A hay B. Rồi chúng ta thử làm luôn. Bấm vào phần nghe trên đây nhé. Đấy. Hello. This is Jiang An 4. Listening test. Task 1. Listen and tick. There is one example. I can cook. Đó, đang là ví dụ I can cook. I can cook. Câu này là câu A nè. Câu ví dụ là câu A, chúng ta không cần làm. Can you see the tick? This is an example. Now you listen and tick the box. Rồi, nghe và tick the box này. One là câu 1 đó các bạn. I can skate. Các bạn nghe được skate là câu A, các bạn tick đây. Tự động hiện câu 1 Two. Này. I can sing. Two, I can sing. Sing là hình A luôn, cho nên chúng ta tick vào A. Three. I can swim. I can swim, các bạn sẽ tick vào hình B, đúng không? Tick B. Four. I can play volleyball. Play volleyball nhé. Volleyball là gì? Volleyball là bóng chuyền. Chúng ta tick vào hình A. Hình B là football. Rồi sang bài số 2 các bạn. Nghe và tick or cross. Tick cái hình nào đúng với cái lời người ta đọc trong máy á, thì các bạn đánh dấu tick. Tick là đúng và cross là sai đó. Các bạn nghe thử. Task 2. Listen and tick or cross. Rồi thử nhá. There are two examples. Rồi có 2 câu. A. This is my friend. Đây là bạn tôi. He's reading a book. He's reading a book. Anh ấy đang đọc sách. Vậy là hình này là đúng. Người ta tick này. This is my friend. Đó là người ta đang đọc lại cho ta. He's reading a book. Can you see the tick? B. B này. This is my friend. Đây là bạn tôi. She's writing a dictation. She's writing a dictation. Đang viết chính tả chứ không phải đang nghe nhạc. Cho nên hình này là sai. This is my friend. She's writing a dictation. Rồi, chúng ta... Can you see the cross? Chúng ta xuống bài câu số 5 này. These are two examples. Câu số 5 tick hay cross nha. Now you listen and tick or cross. Câu 5 này, chúng ta nhìn chỗ này là có câu 5. 5. What is she doing? She's making a paper boat. Making a paper boat. Mà trong khi bạn đang xem TV, vậy câu này là cross. Chúng ta 6. Câu số 6. What's he doing? He's making a kite. Making a kite. Hình này câu số 6, making a kite là đúng. 7. Đánh vào A. Câu số 7. What are they doing? They're playing badminton. They're playing badminton. Chơi cầu lông và đúng thì tích. 8. Đánh vào A. Rồi câu 8. What is the boy doing? The boy. He's making a paper boat. Paper boat và đúng rồi. Paper boat là làm thuyền và đúng luôn. Chúng ta đánh vào A. Xong 8 câu. Bên này hiện lên 8 câu, bôi xanh là đã làm. Rồi chúng ta qua bài 3. Listen and write yes or no. Trước khi nghe bài này các bạn cần phải dịch cái bài này để các bạn làm cho nhanh. Rồi he is in, rồi Tommy from Trung Vương Primary School. Tức là Tommy đến từ trường tiểu học Trung Vương đó. Câu số 9, anh ấy học lớp 4B này. Câu số 10, anh ấy có âm nhạc và khoa học vào thứ thớt đây là thứ 5. Câu 11, giáo viên đang hát trong phòng âm nhạc ngay bây giờ. Câu 12, ngày hôm qua là thứ hai, bây giờ chúng ta nghe nhé. Đúng là biết Z mà sai biết No.
Listen and write yes or no. There is one example. Hi, I'm Tommy from Trungburn Primary School. Hi, I'm Tommy from Trungburn Primary School. The sentence is correct. Can you see the word yes? Yes. This is an example. Rồi, chúng ta nghe câu 9. Now you listen and write yes or no. Câu 9 này, này. Hi, I'm Tommy from Trungburn Primary School. I'm in class 4B. 4B là đúng, đánh vào Z. Z là A, chọn A. It's Tuesday today. Tuesday chứ phải Thursday, no. We have music and science today. Có music và science today. I'm in the music class now. My friends are singing. Bạn tôi đang singing. My friends phải teacher. Câu 11. Câu 11 là the teacher is playing the guitar. I don't like singing. My favorite subject is PE. Câu 12 nè. We have PE on Mondays. Tôi có thể dục vào thứ hai. We played volleyball in PE class yesterday. Và ngày hôm qua. Tại ngày hôm qua là thứ hai là đúng, đúng chúng ta tích vào A này. Rồi xong cái phần nghe chúng ta sang phần reading nhá. Cái bài này gì? Đọc và tích này. Cô she is Japanese có nghĩa là cô ấy là người Nhật Bản. Hình A là Vietnamese, hình B là kimono của Japanese, đó chúng ta khoanh mở B. Câu 14 này. They like playing chess, họ thích chơi cờ. Vậy các bạn sẽ nhìn là hình A, hình B là chơi cờ, các bạn tích vào đó thôi, rất là dễ. Sang câu số 15 này. He can't ride a bike, anh ấy không thể đạp xe. Các bạn cần chú ý cái từ can't. Can't, cannot là không thể. Không thể là hình A chứ không phải hình B được. Đừng có nhầm. Rồi sang bài số 5, đọc và tick hoặc là cross vào đây. Câu 16 này. Mai có môn Vietnamese này, môn English và môn Arts. Vietnamese English mà trong khi đây là toán và hình này là sai, sai chúng ta sẽ chọn cross, cross là B. Câu 17, Nam có môn âm nhạc, môn tiếng Việt và môn khoa học ngày hôm nay. Âm nhạc, tiếng Việt, khoa học là đúng rồi sẽ đánh dấu tick, tick là A. Câu 18, Mary học môn toán ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 6. Đây thứ 2, thứ 5 và thứ 6 đúng, đúng đánh dấu A. Rồi, sau đó câu sang bài số 6, Tracy, những bài số 6 đọc văn này. Đọc cái này và điền vô. Câu 19 này, tôi là Mimi, tôi đến từ trường tiểu học Mayan. Hôm nay là thứ mấy, chúng ta phải chọn một cái thứ để điền vô. Đó là câu nào? Monday, câu 20 á, đâu rồi, câu 19 đúng không? Câu 19 là Monday, chúng ta chọn câu E này. Đó. Xong rồi câu 20 nhá, bây giờ tôi đang đi học, đang trong lớp, tôi có môn mỹ thuật và môn gì hôm nay? Chúng ta phải chọn một cái môn để điền vô nhá. Chúng ta có Dan, Birthday, IT, Internet, Monday. Chúng ta sẽ điền IT vào. Đúng không? Câu C, chúng ta chọn C. Sang câu 21 này. Chúng ta nhìn sang câu 21 ở dưới đây nhá. Chúng tôi đang lướt web để cho dự án môn tin học. Ngày hôm qua là chủ nhật, tôi không có ở trường. Tôi có một bữa tiệc sinh nhật. Sinh nhật thì chúng ta phải chọn là Birthday, câu B. Câu 22. Câu 22 này. Rồi. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi có một cái bánh sinh nhật rất là to. Chúng tôi xem video, nghe nhạc và hát. Chúng ta chọn hình A là dance. Sang phần viết này, chúng ta sẽ viết lại. Chúng ta cho ta từ này, chúng ta sẽ viết cho đúng ha. Là C này, chọn C. Câu 24 này, sinh đúng không? Chọn A, A hoặc C đều đúng. Cái đề này nó hơi bị ấy nhá. Câu 25 nhá, khúc này là chọn A này. Câu 26 này, chúng ta chọn draw là B này, đúng đấy. Rồi xuống bài dưới là cái nào đúng, sắp xếp đúng thì ta chọn thôi. Cái này sẽ là where were you yesterday my, where were you yesterday my là B đúng này. Câu này là gì? Phong and Nam are drawing picture là chọn A này. Câu 29 này, my hobby is collecting stamp này là C này. Đó. Câu 30 này, Lan birthday on the 5th of November là B này. Rồi, câu 31 này, trả lời về bạn, where is your school, trường bạn ở đâu? Trường tôi ở Pleiku City, trả lời cho đúng cái mình là đang ở Pleiku City, mình chọn câu này. What is your favorite subject thì chọn câu nào?
cái cấu trúc đúng với câu hỏi đó là câu A nhé. My favorite subject is math, đó là môn toán, và chúng ta đã làm xong tất cả các câu và bấm nộp bài thôi.